Đến nước Việt Nam mình tính ra cái ông A Di Đà đưa, tôi thấy chỗ nào có đó, chứ bao nhiêu xã đều có ông A Di Đà đưa hết, chứ đừng có nói chuyện tình. Đó mình thấy mình một môn đồ đọc phật, mình thấy cái này mình rất buồn. Đừng có lấy gì chút định tiền thấy là hay, phải giải thích cho người ta biết rằng cái hậu niệm này là cái chuyện lừa của người ta. Chứ làm sao ông Phật ông chủ trương cái này? Nếu mà nếu chủ trương này thì trong kinh phải có. Còn mấy cái hậu niệm là cái kinh thì sao? Cái ông chép ra, mấy ông thầy chép ra rồi ông đồng Phật thấy hay cái câu ông chạy thôi, chứ ông Phật không có chạy hậu niệm nào đó. Ông Phật không có Phật cũng vậy, sáu ông mô rồi là mình chi thức cái pháp 196 này 2500 năm sau mà có bắt đầu nó, chứ đâu phải có liền nữa. Thì thôi bây giờ cái chuyện này mà đạo Phật cái bầu nó tha được đó là do là muốn đồ ẩn. Nếu muốn tồn, muốn mà cái đạo Phật trường tồn thì tinh hoa đạo Phật phải thôi bài ra, mới dám đối đầu với những người học thức. Còn nếu không phơi bài ra thì người học thức ta chê, ta cười. Đó là tự nhiên mình tự mình quỷ diệt cái này. Dạ, cho con câu hỏi câu cuối là có một người cũng tu thiền tông nhưng mà chưa có được truyền bí mật thiền tông. Người này nói Phật gia có nghĩa là mình ở trong nhà của mình có sẵn rồi, chỉ cần sống với tấm Phật thanh tịnh đó, tạo công đức, biết công đức là có thể trở về Phật giới được, không cần phải truyền thiền. Người này có ý nghĩ như vậy là đúng hay sai? Đúng, đúng, chính là đúng mà 2-3% thôi. Khi mình ở nhà tu có công đức nhiều thì ông Phật cũng giúp ban thiện, nhưng mà với điều kiện là công đức phải cho thật nhiều nha. Còn công đức ít ít thì đâu ông tới đâu. Có ví dụ bây giờ 1 triệu thì mới nhận về, mà mới có 2-3 đồng là ông tới đâu. Nên nhớ, còn ví dụ ở đây 1 triệu về mà ở đây là 800-900 thì ông thấy mình nhiệt tình quá thì ông giúp. Còn không ấy thì thôi tạo tiếp đi, đi thêm một chồng nữa đi, đợi mai nhận ra thành phần rộng dạy rồi nấu tiếp. Bây giờ thay tại sao trong đạo Phật có nhiều quỷ vậy, sống liên tục mấy đời Phật, tạo công đức mấy đời Phật cũng có. Mà tôi nói thật ra chưa có cái đạo giáo nào mà bằng Thích Ca. Ông Thích Ca ở đây ông nói quá rõ, mà hơn nữa là ông đi vào trong cái quốc gia cho tự do tín ngưỡng. Ông chọn hôm nay ông chọn nước Việt Nam là tự do tín ngưỡng, ông đưa luôn. Chứ còn nếu mà ông đưa qua cái nước mà xin lỗi nước Campuchia đi, ta là chuyên môn về tiểu thừa đó, do không đâu vô được. Mà nếu mà cái quốc gia tu đại thừa không vô được, mà cái quốc gia Việt Nam mà là không có tu mà cho tự do tín ngưỡng, ai làm gì làm nhưng mà được vi phạm an ninh quốc gia không, thì tất cả cái gì đồng tiền nó có đến đây là cái đất đặc biệt. Mình xét cho kỹ mới hiểu rằng cái tiền tâm nó đến quốc gia Việt Nam này là rất đặc biệt, vì nhà nước cho tự do tín ngưỡng từ hiến pháp cũng nói vậy, nghị định 92 chính phủ cũng nói vậy, quốc hội cũng nói vậy, không có nào khác. Thì cái dòng tiền nó mới đến được. Chứ nếu mà thiếu một cái này, dòng tiền chắc chắn không đến được. Và chứng minh rằng quốc gia nó có một ông vua hậu dẫu tu được thành Phật, thì cái dòng tiền đó nó mới vô lưu được chỗ này. Để chi? Là vì nếu mà có ai phản đối tiền cho vua thì mình nói là vua đã tu, mà tại sao cho tôi tu? Mình có cái chứng cứ. Còn nếu mà trong nước đó thì đâu, trong nước Việt Nam mà ông Trần Nhân Tông không có tu cái này thì hoàn toàn quyền ký không đến đây. Để đi chúng ta. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi, con có coi mấy bài kể ở đây, bài nào cũng có tác giả nữa. Có bài kể 20 câu cũng có tác giả. Vậy bài kể đó của ai có phải có thầy không ạ?
thầy ấy đều việc trao lại hậu nhân, có phải chữ hậu nhân này chắc thầy viết lắm rồi thì thầy không dám để nguyện nhân mà thầy viết hậu nhân không? Để cho tụi con có đồng tin thêm chứ không? Tôi chỉ là nguyện nhân chứ hậu nhân gì. Bây giờ đời kia thì đưa ra bao nhiêu người tôi đâu biết, mà trong đó lúc đó cũng đông người. Mà tôi nói thật á, tôi khi tôi nhận cái chùa này tôi cũng ít về lắm chứ không phải đâu. Còn cái chuyện hậu nhân thì để tôi kiếm là ai chứ đâu có họ nói hậu nhân là bốn người. Nhưng mà tôi nói là cái chữ cái gì mà bốn là ông chết về phong thì không có nói. Còn hậu nhân đó còn chưa đó hai con người tôi không biết là ai. Và thì xin đến xảo để là 24 câu kệ rồi một người kế tiếp nữa lúc đó tôi không có đây. Thì tôi thấy ở trong cái quyển mà thì sư đi đức thảo giao lại cho tôi á, thì cái tập quyền ký nhà ông Trần Nhân Tông rồi những cái bài kệ nhiều lắm, nhưng mà tôi nói đúng là tôi không ghi hết đâu. Một hai cái điển hình tôi ghi chứ nếu mà tôi ghi tôi không có chỗ ghi đâu. Còn tất cả những cái bản kia là của mấy ông tổ lưu lại, chứ còn đối với tôi thì nó đơn là chỉ một người cũng là con người đứng ra đây nói là thôi, chứ đừng có khen tôi gì đó. Tôi là nhiệm vụ cũng như Thiên Long vậy, bả sai tôi làm đây. Dạ, cho con hỏi thêm cũng như sư bà dạy thầy là coi như là một là xây chùa, hai là viết sách, ba là cũng phải kỳ tiền ra thầy đã làm xong. Nếu sư bà có còn dặn gì mà thầy còn chưa làm xong ý của sư bà thầy? Sư bà nó dặn là phải công bố vị trí ra, phải viết sách, rồi phải làm đúng này này. Còn cái chuyện gì mà sư bà chưa dặn mà chưa làm không? Có mai mốt à? Đầu tiên xây chùa, bán đó tiền thầy thì để gốc cây, bây giờ tôi bán gốc cây gần 1 tỷ bạc trung xây mà. Tiền của bà để là gốc cây 23 gốc cây một cái đó, là 23 triệu, anh tính đi. Có 30 triệu tính đi, phải không? Rồi cái cây sau cùng tôi bán 40 triệu. Nó đúng ra đó, nếu mà tôi bỏ cái vô cái chùa này chưa tới 1 tỷ bạc đâu. Mà tôi bán được cái cây này lúc đó sau cùng quá lớn rồi. Rồi còn bác nhà tôi á, là vậy, viết sách ra để phổ biến từ từ. Là tôi viết đầu, tôi có nhiệm vụ tôi viết ra 10 quyển là tôi mới công bố này ra. Còn thứ hai nữa là phải công bố ra xong, công bố rồi phải chuẩn hóa lại. Có nghĩa là trong khi người ta hiểu thì tâm nó tu sai thì phải chuẩn hóa lại. Là chuẩn hóa là vừa rồi, tuần rồi đó. Là chuẩn hóa đó thì một hai ngày đó phải phát trên mạng để coi trên đó coi cái gì, đó cái gì. Và tôi không nhớ, hỏi cái đầu tôi trả lời đó. Tôi không biết tôi nhớ nó cái gì nữa. Vậy con nói là người tu theo thiền tông biết có tánh người và tánh Phật, vậy cái này là do tánh Phật nó biết hay là tánh người nó tự tập mà biết được? Tánh là cái biết này là tánh người nó biết, mà cái biết này nó siêu qua cái tánh người, xuyên qua cái 16 tướng của cái tánh người, là cái biết nó biết dạng. Chứ nó đúng là cái tánh người giống như là cái mắt kiếm của chiếc xe, cái định hướng này thì nó sáng ra, nhưng nó biết dạng theo cái bên ngoài là nó sai chỗ đó. Thành ra bây giờ tại sao mà ta bảo là phải thanh tịnh, ta mới chuyên qua được cái này. Mà mình nói mình tập thanh tịnh chứ sự thật đó là khó tập lắm, không phải đơn giản. Cái đất này anh cũng tập thanh tịnh thôi dễ đâu, mà anh mà ép cho nó được nó lạc qua cái tập cái A La Hán, cái này nó khó đó. Chỉ trừ trường hợp nào mình cái thiền tâm nó ra đời rồi mình tập theo đúng cái thiền tâm thì mới đọc kiến tánh á, có gì kiến tánh thì mới hiểu được cái đó. Chứ còn nếu chưa kiến tánh còn đang suy nghĩ được, có nhiều người tu theo thiền tâm nhìn thấy nói đủ chuyện hết, cái đó là nó được cái tưởng của con người hoặc là do thần ông làm cho nó là đi không có hiểu đâu. Là nên bây giờ mai mốt là cái bạn mà chuẩn quá người ta đã phát ra thì nghiên cứu cái này lại. Chứ bây giờ nói
xin ở đây những công nhân xin trình chiêu trình không được đâu. Chỉ trừ như Phật một búa thanh tịnh thì là ông mới chịu được cái dòng lương hồn dần một chút đi để mình mới thấy được. Chỉ có một Phật mới làm được ở đây thôi. Ở đây thì chỉ kinh sách nói thế nào, vị trí nói thế nào, nói lại cho nghe vậy thôi. Chứ còn nói là chính xác không có đúng đâu. Bởi vì nếu mà ai mà gặp vị trí mà nói tôi thấy này thế thì coi chừng bị ai đặt hết. Tới đây trong cơ quả lúc hồn mà ra đời thấy cái gì Phật đã nói rõ trong Kinh Kim Cang rồi. Nếu mà thấy cái gì trái đất này là điều giả dối hết, mình phải căn cứ vào đó thì mình muốn thấy mình kiếm cái điều có chứ thôi, cứ lo tạo công đức mình về chứ ở đây kiếm cái gì. Tôi thấy này, tôi thấy kia, có nhiều người bởi vì nó sợ là đi học tùm lum nói tu thì tao tôi được cái này được kia rồi thì thôi, thì có hỏi tôi nói vậy thôi chứ tôi có đâu dám cái sai đâu. Cái sai là một tình chứng mà không chứng cho người ta, người đó không chứng thì nó buồn, nó khổ vậy đó. Vâng, rồi hỏi tiếp đi. Có một người dạy hỏi như thế này. Câu 1, Phật tánh màu gì? Có phải nó màu pha lê và hoặc màu trắng sữa hay không? Nó nằm ngoài không gian, nó không tạo tác. Giờ hỏi Phật tánh màu gì? Thì cái dao bọc của nó cái màu vàng sáng nhưng mà rất nhỏ. Còn cái vấn đề mà nó chứa lắm, bây giờ nó chứa cái thấy, nghe, nói, biết. Giờ hỏi cái thấy, nghe, nói, biết mình màu gì? Làm sao trả lời? Nó thấy màu gì? Cái tánh thấy của mình là màu gì? Không có trả lời được cái này. Giờ cái nghe hỏi cái màu gì? Làm sao mình trả lời? Đó là cái tự nhiên của nó vậy thôi. Nhưng mà mình phát ra tiếng biết, đó là cái tiếng nói thôi. Chứ còn cái giống như bây giờ là như đài truyền nó phát ra tiếng và nó phát ra cái làn sóng điện, nó hỏi cái làn sóng điện bởi vì bây giờ này, trong này nó hàng hà cái sao cái làn sóng điện nó đang đùa trong này, mình hỏi cái bảo gì làm sao biết được, chỉ có phòng nhà mới hiểu được thôi, mới thấy được. Nhưng mà nếu mà con người ở đây mà thấy được cái này, con người nó điên luôn á, cứ đi khoe là chết. Bởi vậy thành là ông Phật ông nói trong cái đấy này đừng có tin cái gì đó, không có tu, không có chứng cái gì, chỉ phân tích cho biết vậy thôi. Thiền tông là chỉ phân tích cho biết để trở về Phật giới, muốn về thì đi theo công thức của nó mà về, còn không về thì thôi. Chứ còn ở đây, bởi vậy tại sao dù cái pháp môn thiền tông là phải chuyển qua lại từ khi phổ biến ra bây giờ rất nói thiệt á, đi theo cái này còn khoảng 200 người chính đắc cái thiền tông này. Mà hỏi tôi có đúng không, nó đúng hết cái gì đúng, tôi đâu dám nói rồi vậy. Nhưng mà giờ tôi nói thì chuyển qua là tôi giải thích cho nghe, rồi hỏi có đúng không, tôi không đúng nữa, tự mình chứ nó tự mình chứ mình băng cố đã khi nào mà chưa chuyển quá là mình nói đắc chứng tại đồng ý, nhưng mà ta lại chuyển quá ta nói cho mình hiểu rồi, mình muốn chứng nó thì cho chứng luôn. Chứ giờ sao ta đã nói cho mình hiểu cái nguyên tắc đó mà mình không nghe thôi. Bởi vì thành cái điều đó khó là không có chỗ này, bởi vì con ta sống ở đây là sống vì tiền, vì vật chất, vì thế mà cái thiền tông này nó xóa cái này thì không ai chịu. Thành ra bây giờ bắt đầu phải chuyển lại. Còn bây giờ ví dụ mà tôi nói xong rồi thôi chứ không để còn đi nói hoài thì đưa theo sách vở mà mình tu tập. Nó thật ra đó, khi cái chùa Thanh Diệu này nó thành lập, nhưng mà qua cái chùa thứ hai không nên thành lập. Thành lập để làm cái gì? Mình cứ tìm đi để được tạo một đức mình nhiều không chết, tìm đủ phương tiện giúp người ta thôi. Chứ thành lập chi? Thành lập cái chùa thì dính cho cái chùa,
rồi bắt đầu nó xoay theo cái chuyện nhân quả nữa. Vô nào thấy thì không tham, đó mà thấy rồi được chết thì có đem về được không? Mà nếu mà lấy mà ham rồi thì cứ theo tiền rồi theo nhân quả nữa. Ở thành ra thì cái chùa tên kiểu là một phần là trưởng đại thôi, chứ đừng có mong thấy chính cái gì đâu này rồi đó. Biết rồi, hồi xưa không biết công đức là cái gì, bây giờ công đức rồi biết rồi, phước đức là gì biết rồi, ác đức là gì biết rồi, ba cái giới này là mình cũng tu thiền tâm rồi. Còn nếu mình không biết rồi bắt đầu bị cãi lộn với người ta, tôi làm công đức nhiều, tôi làm công đức là ít, không nên. Ở cái thiền tâm nó đặc biệt vậy thì nó khó, không có bảo đảm đâu. Trái đất này không có cái chùa Tân Diệu thứ hai đâu. Không có ai mà cắt cái chùa mà còn giống như kiểu Tân Diệu, cắt một cái tiền ta có cái chỗ có đâu. Chùa nào cũng mục đích cuộc sống cũng là tiền, không có gì khác. Mà cái mục đích cái chùa này là công bố người kiếm, mà đã công bố ra rồi thì có một phần lưu lại tất cả những cái chuyện gì đã nói ra để cho hậu thế biết. Chứ không phải mà có cái muốn làm cái gì lớn này. Cái chùa này nói vậy là lớn nhất theo cái thiền tâm. Nó mấy cái thứ vô vậy chứ mà nó lớn nhất theo việc thiền tâm, nó là lớn nhất. Tự đứng làm ra. Chứ ngày xưa lục tổ của anh đâu có chùa đâu. Nó thiền nhào vô mấy cái chùa ông Tám Phúc. Tường các người lỗ đi đâu coi. Ông Trần Cao Tâm xin lỗi, còn bộ thiền. Cái lỗ đó, cắt cái ăn, chứ làm sao giam cắt cái thiền không bắt nổ. Mà khi cái chùa nó chịu này mới dám cắt cái chùa này tính ra lớn nhất cho mình thì tập. Mà đây này lại là cả cái vấn đề đó, là vì có cái bộ phận mới lưu lại tất cả những cái gì mà Đức Phật cũng nói trong pháp môn thiền tâm này. Ta có cách về thì những cái bản đá này là lưu lại, ai nữa không hiểu thì cứ lại chụp trong cái bản đá biết. Đầu tư là phải tin. Cái câu này về chùa không, cái chùa cái đường không có đường đạo cao không, cái là tôi nói là tôi chỉ nói là thiền tâm thôi. Còn nếu mà không biết đó thì tôi nói nhỏ cho nghe thôi, để thì là tôi nói nếu như thiền tâm tôi đã lời chứ mà nói bài tôi đã lời này tôi biết chứ phải không, tôi biết giờ không có đâu tôi biết luôn á mà tôi không. Nha, chứ phải mình phải gì mà duy trì tâm tích thoại với thầy tâm tôi nói còn ngoài tôi không con đọc lên cho mọi người biết luôn. Có cái vị Phật tử hỏi là ý nghĩa của câu cùng trời ba tới một thầy giảng dạy dạy đầy những điều thiên cơ, thì cái phần này của Đức Bình Phú Sổ của Đạo Hoài Hảo thì chúng tôi không trả lời cái này, tại vì chương trình này chỉ trả lời trong 10 quyển hiền tông. Anh có đồng ý không? Anh là người hỏi câu hỏi này thôi. Anh có đồng ý cái này không? Thì đồng ý. Dạ, cảm ơn anh. Câu thứ ba thì cũng liên quan đến chữ một thầy và tớ. Nhưng anh hỏi được một phần sau là ý hằng biết, ý hằng nghe, ý hằng thấy và cái hằng nghe của tánh Phật liên quan đến thiền tông. Nhưng chữ tớ và thầy không liên quan đến thiền tông, nên chúng tôi cũng xin phép anh không trả lời câu hỏi này. Thì nếu anh cũng còn ấy thì chỉ gặp liên ban quản trị và thư ký của chúng tôi sẽ trả lời riêng cho anh. Đây là tính thông báo của anh gọi là chúng tôi sẽ câu này thưa thầy, câu một hồi nãy anh ấy cũng chưa thỏa mãn, tại còn hai phần thầy chưa trả lời cho anh ấy là nó nằm ngoài không nhỉ. Phật tánh nó nằm ngoài không gian, nó không tạo tác. Anh hỏi là có phải như vậy hay không? Phật tánh nằm ngoài không gian không có đúng. Mình phải hiểu cái nguyên tắc á, ở trong cái tam giới này là mà nó quay theo quy luật nhân quả luân hồi.
tông này trong tất cả tông này không có cái tánh nào mà tánh người nó có đó, là tánh Phật nó vô tự thân tứ đại người nó quay nó có tánh người. Còn cái tánh Phật đó, nó nằm ở ngoài cái thế giới Phật đó. Ở ngoài cái tam giới là Phật giới đó. Mình hiểu nguyên tắc vậy. Thì trong cái Phật giới đó, nó có cái tánh Phật hằng thấy, hằng nghe, hằng nói, hằng quyết, mà cái đó nằm gọn trong cái ý à, thành ra trùng gọn trong cái ý này cũng cái ý này mà cái hằng thấy, hằng nghe, hằng nói cái môn dính trong cái ý á và điện từ qua cuốn lại gói trong đó thì nó mới thành là cái tánh Phật, nó nằm ở Phật giới. Cho vậy tánh Phật mà muốn vào đây ngự thân người để tạo công đức, chỉ con người nó tạo công đức được thôi thì vô đây tạo, không ngờ không biết tạo công đức mà cái tạo phước đức không thì nó quy luật trong bộ trong này, đến khi mà biết tạo công đức đó thì mấy chục tỷ năm rồi. Bây giờ nên nhớ là ông Thích Ca vô đây mà từ khi ông vô thì ông ra là gần 8 tỷ năm mình nên, mà nói là cái người gọi là tạo công đức nhanh nhất đó. Còn tất cả những vị kia là tạo công đức gấp 10 lần thế ta. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc. Bởi vì yêu cầu muốn giải đáp Thiền Tông thì phải đọc 10 quyển sách của Thiền Tông người ta mới giải. Chứ cái câu hỏi này nó nằm ngoài cái Thiền Tông. Ở Thiền Tông nó không có nằm bất cứ cái phương pháp nào ở trong các tôn giáo. Tôn giáo là nó nằm ở trong cái quy luật vật lý, còn Thiền Tông nó không có làm trong này, nó lưu giờ với tên vật lý nó đi thoát ra, nó là vậy. Mình có những câu hỏi này nó không nằm trong cái phạm vi của Thiền Tông trả lời. À, còn có gì là câu hỏi không? Tại vì hôm nay là sự giải đáp chỉ kết thúc lúc 2:30 cho nên bây giờ là 2:15 rồi thì các quý vị trên hội đã có hỏi. Dạ, chú cho con hỏi là trái tim của con người là co bóp là do điện từ của âm dương chú. Rồi khi mà bị dở cái mạch máu chú, cái này là phải là do điện từ của mình nó bị chênh là hay là không, mà do không cân bằng vật lý âm dương bị nha chú. Xin chú chỉ cho tụi con biết rõ. Do mạch máu thì con người của mình là tứ đại nó cấu tạo vật chất thì nó lão hóa thì nó vỡ, nó hai cái trường hợp mà cái gì của nó cũng đi theo cái quy luật nhân quả hết. Ví dụ mà cái giờ đó mà cái con người mình mất mạng thì nó phải đủ thứ cách để nó mất. Tới giờ đó bị mất thì đủ thứ, từ bệnh này bệnh kia, dở bệnh pháo đụng xe cái gì đó là theo cái nguyên tắc, cái đó gọi là cái mà tại người đời ta gọi là cái số, cái sự thật này tới đó là thật có quản lý nhà nước.